Hôm nay mình tiếp tục review tại cái nơi sản xuất chất đốt của công ty mình. Đây là cái xưởng thứ hai của mình. Đấy, chuyên về sản xuất chất đốt. Về chất đốt đó là nó khác với Vinet. Và chất đốt thì nó lớn hơn. Thì lời đầu tiên cho phép Lê Tuấn xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào toàn hạnh phúc. Và để lúc này thì dịch Covid ở kỳ thi 16 thì đang còn rất căng thẳng, cho nên là công ty vẫn làm ít lại. Đấy, thì hôm nay thì cũng là gần hết tháng rồi, tháng 8 chuẩn bị hết rồi. Đấy, thì hôm nay Lê Tuấn cũng rất bận nhưng mà cũng làm tiếp tục video cho chúng ta là chất đốt, máy sản xuất chất đốt, máy cày. Để nhân tiện hôm nay là mình review luôn cho cả nhà chúng ta biết, tức là mình chuyên môn là sản xuất. Đấy, thì đó là bên dăm băm là viên hết, còn đây là chất đốt. Còn đây là máy bằng cho cả nhà chúng ta xem luôn. Đấy, xúc máy cày trở về, xúc vào cho anh rồi. Cái máy băm này là thằng lớn này, thằng lớn của nó là thằng 6 phân. Đấy, cho nên là dăm đốt là sản phẩm. Đấy,
này của mình là giới thiệu với tất cả nhà chúng ta, nếu như ai có nhu cầu làm chất đốt đấy, thì liên hệ với của mình là số điện thoại 0394 326 198, viên hết cũng được, hoặc là cho thuê mướn đất làm công ty đây, thuê mướn đất tất cả mọi cái rất nhiều lâu đãi có trưởng luôn nhé. 0394 326 198. Đấy, thì đây là một cái nhà trường thứ hai thì làm cái đốt của mình đây, có máy móc luôn. Đây là có cả nhà của mình. Nếu như chúng ta nhận được xem được video này thì liên hệ với mình nhé. Cho thuê mướn trường làm viên nén chế độ. Một ngày thì liên tục nó tầm cỡ khoảng 50-60 tấn. Đấy, đây là xưởng thứ hai của mình, còn xưởng thứ ba nằm dưới kia. Nếu như ai có nhu cầu làm viên nén kết hợp với mình thì tiếp tục liên hệ cho thuê mướn xưởng. Xin dừng video tại đây, xin chúc cả nhà chúng ta mình sức khỏe nhé, và một lời chào lời nếu mà chống dịch để hết kỳ thi chúng ta bắt đầu giao lưu. Xin cảm ơn rất nhiều.